món xương gà hầm. Ngon ạ. Nhưng mà cô nói chung là nhìn nó thôi chứ mút được hai cái là chán. Cô đây là cũng không ăn được đấy. Tít này nó không bỏ vô. Đứng với bà chú nhà cô mà lấy cái chỗ. Chờ, nói ăn ngạc. Đâu? Út là trái trắng. Đấy bạn này, đây là cái ướp kỹ. Nấu kiểu như truyền thống này. Có canh nấu luôn á? À. Mấy giờ đã ăn thì mà nấu? Ồ, đưa mày gần 5 giờ đi nè. Mùa đến nấu cái gì đâu, mình ăn tí nữa còn nấu miếng nấu các kiểu nữa. Canh nấu sớm nữa. Ăn luôn đấy. Trời ơi, trời mới chiều 4 giờ nấu canh sớm. Bây giờ. Đưa chồng ở mới 5 giờ. Chừng 5 giờ đi đi đâu vậy? 6 giờ, 6 giờ ăn nè. Cái bằng bò bằng nào ngày xưa đấy, ngày xưa mình chắc lâu lắm rồi nhỉ. Chuyến đi đến được 50 năm chưa gì đã đi bà này lâu đấy, chắc phải đến phải lâu là phải đến lâu đấy. Cố bằng đấy lạ không bằng bà cố vẫn đang còn đi đấy nào. Đi muốn bún khoai là bún khoai nha. Đi đẹp đi chứ. Đi xong sơn bằng cái cất bò đâu hay là cái chưa? Cất bò đây. Cái bò nó bền đấy đâu. Bò đi. Nặng, nhìn đứa mà nặng. Dạ. À. Đậm được mê lúa đấy. Nhà thì thớt to đấy. Cái thớt thì thớt như thành đâu vậy? Đang đâu vào còn chưa? Đây này, Quân đang điểm đây này. Bữa nay điểm phải đến làm đó. Chùa gừng một chục. Tội đâu chưa? Chùa gừng một ngàn nữa.
Từ từ tha tí. Ướp tí đi, ướp đi. Vâng. Ướp tí thì ướp rồi rồi. Ướp thì ướp rồi. À thì kệ cô dừng ở thôi chứ. Vâng. À thì tí chờ tí. Không, còn cái nữa đây. Cái để đây mà chắc quên lên đêm ngồi đây ra. Vâng đi à? Đưa. Vâng đi à? Ừ. Nín là đúng, nín không? Cái này, cái này, cái tay, cái này. Nín, nín hay sự cử ra? Mãi tiền nhìn nó nhẹ nhở. Cái thớt nhiều cũng có thân ít mà nổ hơn thì mà nặng lắm. Đang còn cái nhẹ này mày. Thằng Đức đang mua đó. Cái chung quá. Đây tính mua cái chắc để cho cô hả? Đây bạn. Đưa ra. Đưa ra thay à? Dạ. Đưa ra. Đưa ra. Đây giấy này. Cắt một phần nhựa ra. Nhìn không được. Nhìn là xịn. Đây là những cái hàng. Cái kia trên rác phải là những. Cái này với là hít đây này. Đây là hít cho ăn đây. Chứ nước vừa là cái này cũng phải là hít thật đấy chứ nha. Hít cái gì? Hít cần làm lắm. Còn hắn là người định đây. Hắn là cũng đem về không biết 5-6 cái. Người ta dặn. Bán mấy cái này. Mình chứ mình mua mấy? Em cũng mua mua em thích làm cái con hái con lấy chứ còn xin để có công có việc thái là dọa chứ. Vâng. Mình cứ nói chứ thôi chứ mẹ không có cái thớt nhiều đây không có cái nói bằng cái thớt này thì con ba cái con làm lấy cái chứ còn cái hai cái dùng xuống. Cái còn cái cái đi gia vị đúng chưa? Đi đúng rồi. Em đợi cái lòng. Ôi, vô mặt bà con. Cái này con này thì trong nữa tao lại để mấy cái liền ra để lau này. Bắt to chị với người chạy kéo to chị á. Mấy cái gì á chị nắm rồi. Ôi trời gì á chị. Không lấy thì làm đổ tí rồi chứ bố. Đây em không lấy ra. Đầm vàng, đầm bạc, chứ ai đi đầm dĩa. Chị đầm cả thằng thì đem gì để, có được cái soạn này ai dám lấy. Quần áo ta bị để là ta để đấy chứ. Thì ai dám để lấy. Nhớ lần thì không lên trên kia nào. Mới về. Có lên nè. Ừ. Ê, thật chi. Chán nè. Chán mệt lắm. Đứa thì bắt ở nhà, đứa đây để bắt đi. Tao rồi như con cá bố trồng cua.
Còn đau làm thì lại gọi là ừ, mẹ đi mà chi nữa chứ. Trời, con cá phải đi gì nhỉ? Mẹ lên quân quấy nhà con đi. Thanh giờ vẫn đi chạy xe này. Là thì vợ nàng bên Lào, mới đi sang Lào. Hả? Bữa lấy nhà con Lan một nải. Đứa mua và bác cũng có lợi này. Đây vâng. 50.000 chồng này. Ok, bây giờ mình à...